Mới đây tại khu dân cư ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức lễ phát động và ra quân trồng hoa cây xanh tuyến đường tỉnh 944. Trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường là việc làm quan trọng, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường, gắn với phát triển bền vững và đồng thời hướng đến xây dựng huyện Chợ Mới đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023. Với vai trò là đoàn viên chi đoàn xã thì cũng được sự phân công, thì bản thân thì cũng chi đoàn quân sự thì đảm nhiệm là 50 cây từ điểm này tới dài tới đó, thì anh em cũng bố trí là sáng thứ chiều thứ thay phiên nhau để đảm bảo là cây nó sẽ sống và tốt. Em thấy là địa phương mình, huyện mình, tỉnh mình á phát động cái lễ ra quân này em thấy nó thực sự đẹp quá. Thì cái thứ nhất á là vệ sinh môi trường, thứ hai á cho cái cảnh quan nó sạch đẹp, nó không có ô nhiễm môi trường, nó trồng cây xanh thì nó càng tốt. Mình thấy nó là công việc rất là thiết thực. Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cùng ban ngành, đoàn thể, các bạn đoàn viên thanh niên ra quân trồng 3.800 cây xanh và dọc theo hai bên tuyến đường tỉnh 944 qua địa phận các xã Hòa Bình, An Thạnh Trung và Mỹ An với chiều dài trên 12 km. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ 1.550 cây, phần còn lại do địa phương vận động xã hội hóa. Qua lễ phát động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc trồng hoa, cây xanh tạo nét đẹp văn hóa về môi trường sinh sống, phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp.